Trung tâm Đức Đinh sẽ khai giảng khóa học hè tại 3 địa điểm: Trung tâm Đức Đinh, Nhà thờ La Vang và Chùa Viên Thông Tự. Với đội ngũ giáo viên hùng hậu trên 120 người cho khóa hè lần thứ 11, Trung tâm Đức Đinh sẽ không để bất cứ một người phụ huynh nào thất vọng khi giao việc học của các em đến với Trung tâm Đức Đinh. Hi, I'm Miss Claus. I graduated from the University of Houston with a bachelor's in mathematics. I will be teaching at Đức Đinh Center this summer, geometry and algebra 2. Hi, I'm Estefania Rodriguez, and now a salutatorian from Aleph Taylor High School. I'm really excited to be working with these students and guiding them towards success. Hi, I'm Derek. I'll be majoring in mathematics and statistics and data science at Yale University. With my success, I will guide my students on the pathway to Ivy Leagues. Hi, I'm Tyler, attending the top engineering school in the nation, and I'm here to ensure that your student graduates at the top of their class. I'm a Texas State University graduate with the highest honor distinction, summa cum laude. I'm here to impart knowledge to your child through my experiences. Chúng ta đã đem niềm tự hào của người Việt hải ngoại.